Chào mừng tất cả đã quay trở lại với series Reset to Restart the Best New Year. Nếu như các bạn là một fan cứng của dòng nhạc pop punk thì không thể nào không biết tới nhóm nhạc mà Anh sắp giới thiệu đây, đó chính là Đá Số Tới. Xin chào Đá Số Tới. Hello chị. Tại sao các bạn lại có cái tên Đá Số Tới vậy? Tại vì một lần em đi chơi đầm sen với người này về, xong cái nghĩ ra tên đó lấy luôn. Tại lúc đó là tụi em đang chạy trên đường thì em chạy cái xe côn, em hay đá số rồi nè, xong trong đầu nghĩ Đá Số Tới rất hay á, xong cái em nói như này cái hai thằng thấy ok lại. Bây giờ để tiếp nối chương trình, chúng ta hãy chào đón một nhóm nhạc và hãy đón xem đó là nhóm nhạc nào nha. Xin chào The Flow. Vậy thì có concept nào khác biệt, khác lạ với cái bài này không? Bài này giống như là mình rất là thích cái bộ phim Squid Game trên Netflix, và tụi mình sẽ áp dụng một số cái chi tiết nhỏ nhỏ từ trong bộ phim đó. Trời ơi, vậy thì quá mong chờ luôn đúng không các khán giả? Vậy thì đừng bỏ lỡ phần trình diễn của The Flob tại Virtual Countdown Lights 2022 nha. Ồ, hình như là Mỹ Anh. Ồ, hello Mỹ Anh. Em khỏe không? Mỹ Anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình, cũng như là chia sẻ về cái quá trình mà bạn tạo dựng nên cái tác phẩm âm nhạc của mình. Mỹ Anh thực sự cảm thấy rất là xúc động và rất là biết ơn vì đã có những cái cơ hội như là Head in the Clouds, và đến bây giờ Mỹ Anh cũng chưa thực sự tin là nó đã xảy ra. Mỹ Anh thực sự mong rằng mọi người sẽ đón... Vậy em đang... Vậy câu hỏi là gì hả chị? Câu hỏi là gì hả chị? Có một điều này làm Hải Anh rất là tự hào, bởi vì em là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất đã trình diễn tại lễ hội Head in the Clouds tại Mỹ. Vậy thì Mỹ Anh có thể nói một chút về cái khoảnh khắc đáng nhớ nào đó mà tới bây giờ vẫn lưu trữ với em? Có lẽ là cái cảm xúc trước khi bước lên sân khấu ngày hôm đó. Thường thì Mỹ Anh cũng là một người khá là nhát, và trước Head in the Clouds là trước khi lên diễn, lần nào Mỹ Anh hầu như lần nào cũng run hết. Nhưng mà không hiểu sao hôm đấy Mỹ Anh lại không cảm thấy run. Chắc là do cái năng lượng của khán giả hôm đấy cũng thể là cùng tần số với cả năng lượng của em chăng. Nên là hôm đấy mọi người cũng gieo tên em, và nó thực sự là một trong những cái kỷ niệm mà em sẽ nhớ mãi. Và hãy cùng đón xem nhân vật tiếp theo của chúng ta là ai nha. Xin chào Phùng Khánh Linh. Xin chào chị Hải Anh. Vậy thì lần này đến với Virtual Countdown Lights 2022 thì Linh có một sự phá cách đặc biệt nào hay không? Phùng Khánh Linh chắc chắn sẽ mang đến một tiết mục rất là rực lửa và rất là khác hoàn toàn Phùng Khánh Linh của ngày trước. Vậy thì nói tới sự phá cách thì chúng ta không thể nào không nói đến sự kết hợp rất là mới mẻ sau đây. Hãy cùng chào đón biên đạo Bảo Bảo. Woo! Hello mọi người, mình là biên đạo Bảo Bảo và hôm nay mình đang có một cái bài biên đạo với Phùng Khánh Linh. Yeah, các bạn biết không, đây là một gương mặt rất đình đám, biên đạo cho rất nhiều các sản phẩm âm nhạc trong showbiz Việt. Và lần này chắc hẳn là lần kết hợp đầu tiên của các bạn đúng không? À, đúng rồi. Yeah, vậy thì cái ấn tượng đầu tiên khi Bảo gặp Linh lần đầu thì là gì? Ấn tượng một cô gái rất là nhiều năng lượng, và lúc nào cũng cháy. Yeah. Đầu tiên ấy thì Linh rất là lo, thật sự là lo luôn, bởi vì lúc gặp anh Bảo ấy thì sẽ nghĩ là anh Bảo rất là khó gần, nhưng mà khi mà vào tập ấy thì anh Bảo rất là nhiệt tình luôn, và chỉ cho Linh từng cái động tác luôn ấy, từng cái tiểu tiết như thế này là Linh cảm thấy rất là tự tin. Đến ngày hôm nay tập luyện, bọn mình đã trải qua một quá trình tập luyện rất là chăm chỉ cùng với các bạn dancer và cùng với anh Bảo Bảo, và bây giờ thì Linh cảm thấy rất là tự tin và rất là hồi hộp để có thể mang đến phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Cảm ơn tất cả những chia sẻ của Phùng Khánh Linh và biên đạo Bảo Bảo. Các bạn ơi, hãy đón chờ tập cuối của series Reset to Restart the Best New Year vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2021 nha. Xin chào và hẹn gặp lại.